lại. Rồi. Em ngại quá à. Hello. Hello. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Day. First Day yay. À, bên cạnh Gà hôm nay thì có một bà chị. Đây là bà chị rất là cường công của Gà. Ê, có thể gọi là chị được rồi, tại sao thêm chị bà? Bà già quá má ơi. Thật ra là lúc nãy á, mình cũng mặc đồ ngủ này. Chắc thì các kiểu cũng đã điều. Xem chung mình muốn tắm trong cái ảnh ướt má rồi. Đây, ướt rồi đây. Đúng rồi, đây một cái váy rất là sexy. Cái váy rất là lạ lướt. Và những cái này, cái đồ bánh bèo sexy là bỏ Gà. Gà dùng linh bằng để dùng linh bằng để chơi lét đúng không? Có đúng không? Ôi trời ơi. Bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị rồi. Bọn mình sẽ get ready để đi sống ảo ở Osaka và những cái video clip sống ảo để bạn có thể lên channel của tôi xem nữa. Yeah. Cái này là cái mà Gà bắt Gà rất là thích và bắt phải mua rất là nhiều. Cực kỳ tuyệt vời. Và trước khi make up thì em sẽ, bởi vì các bạn chửi Gà quá nhiều về việc là tại sao không chịu cột tóc lên khi make up, nên hôm nay Gà sẽ cột tóc. Thì mình thích thôi. Rồi bé như này. Rồi. Vì cột xong á, nhiều người mà tóc mà nó bị nếp á là nó sẽ lằng lông. Nên là đưa tóc là sẽ hiểu. Đây là Gà sau khi đến phòng tóc. Có lô tóc hả? Có. Cần kiểu kẹp cái này lên đại cho xong. Hay gì có cái máy của chị có bây giờ nó xuống được đâu, nó chỉ là hai bên. Đây, tại vì là kiểu quen để máy giữa rồi. Mặt nạ này là mặt nạ mà bọn mình đã mua ở Osaka luôn. Yep. Đây là mặt nạ đắp buổi sáng, chỉ cần đắp lên thì nó sẽ vừa làm sạch da, vừa cung cấp ẩm, xong vừa prime luôn, tóc luôn. Dành cho những người lười. Lười cực. Ok, để 1 phút nha mọi người. 1 minute 37 seconds later. Tệ tệ. Tệ tệ, đổi lên đi. Rồi em. Cảm giác nó rất là... Massage cho dưỡng chất bay hết vô mặt. Thấm vào mặt má ơi. Ok, thấm hết vô mặt. Make up. Yeah, đó là tôi make up của chị Hương. Còn đây là tôi make up của Gà. Bằng 1 phần 2 của chị Hương. Bây giờ thì sẽ bôi kem chống nắng. Xài kem chống nắng vậy. Clay. Đây là của Innisfree. Cái này là dòng Essence nên là mình cảm giác nó thấm vào, nó có dưỡng chất. Còn cái này là stick thì có những bạn nào mà thích khô phá. Ráo. Mà được cái là kem chống nắng này nó ráo quá nhanh á. Xong rồi sau đó mình không cần chờ lâu quá lâu thì mình cũng make up tiếp được. Bồi hết. Nói chung là tùy thuộc da với cả mục đích sau đấy mình trang điểm như thế nào. Tại vì dụ duyên tớ dùng cái này á, nó sẽ rất là bóng cho các cái da, nó sẽ đủ ẩm, nó sẽ glow. Nhưng cái này thì nó sẽ mát hơn. Gà thì dạo này hết thích glow rồi, đang theo style trưởng thành rồi. Trưởng thành rồi. Trưởng thành rồi má ơi. Ừ. Em có cái này nữa nè. Có sản phẩm này là Face Magnet Fitting Stick của Espoir. Chung là cái này cũng đỉnh. Cái này kiểu bôi lên xong rồi nó làm some primer hơn. Đúng rồi, lấy cái mặt mình lại. Mình thì dạo này mình thích kiểu glow kiểu hiệu ứng summer. Thì chờ cho cái này nó ráo một xíu xong bôi thêm cái này. Sau đấy thì mình xài cái này nó cũng là một dạng dưỡng MPUV. Có quen thuộc. Cái này nó nâng tông. Tại vì có một cái là bình thường người da cổ mình lên nó trắng hơn da mặt. Sau đấy mình dùng mỹ phẩm thì mình lại dùng mỹ phẩm mặt trắng hơn cổ. Nghe nó logic không? Logic đâu. Nhưng mà nghe nó cực kỳ logic nha. Tại vì mới đầu là cổ trắng hơn mặt, xong mình phải xài cái gì đó cho mặt trắng hơn cổ. Sau đó mình phải làm hai cái bằng nhau đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chị thích bôi dưỡng kiểu tại vì da là da hỗn hợp mà hơi thiên dầu cái vùng chữ T thôi, còn lại là nó sẽ khô và nó sẽ, nếu mà khô thì nó sẽ tạo đường rãnh ở trên mặt thế này. Rồi. Mặt em nhăn quá trời á, tính ra tại mặt em bị nhăn ở vùng dưới mắt nè. Tại vì em thiếu ẩm đấy. Yeah. Để về mà chăm chỉ dưỡng da lại chứ mấy nó da xấu kinh khủng. Người ta bảo rồi, yêu vào á là thường có mụn tình nổi loạn đúng không? Không có bị mụn tình nhưng mà lỗ chân lông tình của em vì nó nổi loạn đó. Như bạn thấy thì Hương đang nâng tông ầm rồi, còn nãy giờ thì chưa xài cái gì nó nâng tông hết. Dạ, chưa xài gì nâng tông. Thật ra là nâng tông của nó không lên nhiều lắm, nó làm đều màu da hơn á, thì nó tự nhiên nên là chị thích. Được rồi. Đến bây giờ là đến primer mình. Vẫn thích nhóng ngánh vẫn là MKV Đài Loan. Giờ Hương mới xài primer nó
sẽ làm da mình glow hơn với cả nền bám. Nói chung là đi từ sáng đến tối thì cả thời tiết là đúng rồi, công nhận. Mặt về vẫn nhận. Kiểu hôm qua nó cong cong bóng bóng đúng không? Ngày hôm qua chị đây á, xong rồi đi nguyên ngày luôn mà về nền của Hương vẫn còn nguyên. Cảm ơn là cái lớp này rất tốt. Với cả là mấy cái lớp ở dưới nữa. Chị cảm thấy á, chị bôi một tỷ lớp dưỡng là đều có mục đích đúng không? Ừ. Sâu sâu về để em có thấy chị biết bài đó không? Không. Đừng quên nôi nhớ càng đầy. Hay. Em hát thì chị không biết mà chắc là chị biết. Ok các bạn thấy không? Nhìn này nó bóng mà nhìn mà vẫn rất tự nhiên. Rồi tiếp đến là foundation. Foundation. Mấy hôm nay mình đang xài foundation kế Dior và Gà. Đây là chai Dior Skin. Mình có mang một tông số 10. Tại vì mình cần xài cỏ. Cái Dior này thì nó nhưng mà trời ơi, nó bảo là em chỉ xài một pump của nó dày như thế này mà nó mặc với cổ thôi. Đó lý do tại sao chị dùng cái kem rẻ tiền kia khi mà đánh cổ em nó rẻ hơn. Còn cái này em mà đánh cổ thì trời ơi gà thật giàu mọi người ạ. Trời ơi thấy không, kiểu nó lên xong rồi nó thập da lắm luôn á, kiểu tán tán một hồi xong nó fit. Ờ đúng rồi, cái này nó rất là fit. Nhưng mà cái độ cover của nó thì không ca đâu. Nên các bạn mà thích dùng cái này các bạn phải dùng kem che khuyết điểm nữa. Và cái này là tông 10. Nói chung là tông 10 là tông thuộc dạng sáng rồi, sáng quá sáng luôn á. Mà bình thường thì gà xài lúc nào cũng xài tông rất sáng. Nhìn mặt cho nó. Ai bảo em chị không mang mút, có mang mút. Ghê vậy. Alo, đâu đây vậy? Trong túi, nhưng mà hơi bệnh. Chịu khó đi. Okay. Xong rồi. Ơ em đã đánh được tí son rồi nè. Đương nhiên phải đánh tí son nhìn cho nó mới tươi sáng cái mặt đúng không? Nhìn mặt không? Có son, không có son, có son, không có son. Nhưng mà môi chị không bị bờ nên chị cũng không sợ lắm. Sau khi mà đánh xong lớp nền thì nó sẽ như thế này. Về cơ bản thì nó mướt như thế này đấy. Mướt. Thì gà sẽ phải che thêm quần thâm mắt. Cần xài na đi. Ok, hôm nay tôi thử xài NARS Radiant Cream Matte Concealer. Bình thường thì gà xài cái giờ xem á, nhưng mà cái đó có vẻ nó không có... Giờ xem cũng được, giá tốt ok, nhưng mà cái... Color của nó không có đủ cho cái quần thâm mắt mà phải nói là... Chỉ kẻ mày của MKB. Cái này có vẻ nó làm sáng hơn cái gì kìa. Em sẽ về mua cái này. Nó chắc là do chị chọn cái tờ... Ơ, cái tờ chị đi sinh chị mua với em đó. Được đi sinh trong chuyến đi. Được chuyến đi sinh đấy, gai đã có bô. Đã có bô. Hôm qua trời rất là nắng, hôm nay có vẻ không nắng bằng. Hôm qua bọn mình đi bọn mình cũng lạc. Đâu hai đứa mình cũng lạc. À tối hôm qua mình còn bỏ quên vé tàu. Đúng, đó là câu chuyện rất là buồn cười. Thề. Em thấy không ai như vậy luôn á mẹ. Mình biết là mình hay quên thì biết rồi. Mình tự nhủ rồi nhưng mà đây là cái lần duy nhất mà em để chị tự cầm vé tàu của chị luôn á, xong chị làm mất luôn. Đó bình thường là gà sẽ giữ vé tàu của chị Hương, chị đúng một lần duy nhất không giữ thôi, đưa bạn thôi rồi mất. Em sẽ xài chì kẻ mày của Innisfree. Bây giờ đèn cái gì nhở? Đèn kẻ đó. Mà cái màu này gà chọn không tẹp vào màu tóc, nhưng mà gà sẽ chút lại, gà sẽ chút lại bằng mascara mày của Etude House. Tại vì tóc của gà mới nhuộm lại thì nó là màu vàng. Quên mất đánh mắt gì nữa. À đánh mắt. Đánh mắt của bà này là một câu chuyện mà có rất nhiều bạn mắt. Bà sẽ share cho các bạn xem. Em không mang quá nhiều đó, được đâu. Big giới fan của Colourpop. Thì ở đây có hai bảng lồng nhất là California Love với cả Sweet Talk. Thì cái này các bạn chắc cũng đến là xem Insta thì cũng thấy rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Còn mấy bảng cơ ở nhà mình, nói chung là bộ nào mà Colourpop ra thì gần như mình cũng quên. Còn cái này là bảng Born to Glow của Nick. Born to Glow đấy. Nhưng mà có một cái là cái hộp đựng lạnh này không bao giờ có gương. Có gương, ok đó. Sao tự nhiên Colourpop không biết được cái gương vô. Hôm nay mình đi đâu nhỉ? Mình đi thành cổ Osaka thì mình sẽ make up cái mắt. Thôi, chả make up cái gì thành cổ. Nên mình sẽ mặc... Mặc gì ta? Em nghĩ là em sẽ mặc váy trắng bay 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 bay. Đúng rồi, cái đó đi. Em sẽ mặc đồ hoa thôi. Gà là con người của hoa cỏ. Xài Too Cool For School bản Art Plus. Nãy giờ bà này rất rồi liên tục. Mình không ăn khôn mấy. Như thế nào?
cái lúc này cũng phải đánh khối, tại vì cái nền nó chọn màu sáng á. Xong rồi mẹ em có hôm qua mình có mua cái kiwi mix á, cái chai kiwi á, lấy moi rồi uống thử. Ấy giờ bây giờ thì bọn tôi đã đánh xong cái rồi. Phần mắt, tại vì là đánh cái phần mắt là rất là mất nhiều thời gian. Nên thật ra là mình định làm concept gì đấy, nhưng mình phát hiện ra là mình kiểu thói quen mình. Đúng rồi, vẫn cứ đánh vậy thôi à. Phải mất thời gian suy nghĩ, hôm nào mà quay video make up là phải mất thời gian suy nghĩ rất nhiều. Dạ. Nói chung là vẫn là theo cái tông mà cam cam, xong rồi lấp lánh, rồi vậy thôi. Ừ. Ê, cái màu này hơi giống nhau này. Cái này là của Innisfree, cái này là của chị Roman. Của chị đất hơn một xíu này. Ừ. Chị nhìn đất hơn, còn của em thì nó hồng hơn. Cái này cũng như mình nhận hết rồi. Một cái màu nó cam sáng cam hơn. Người có nhiều bạn mắt và bạn má. Em là con người nhiệt nhiều. Thích mấy cái nói chung xinh xinh. Nhìn bả vậy thôi chứ bả thụ lắm á, thụ cực. Ai thụ? Chị. Chị thụ lúc nào? Chị thụ là chị thích mấy thứ xinh xinh còn vậy chị. Chị màu hồng kìa, lấp lánh kìa. Cái gì hả? Nhưng mà chị thích mấy thứ xinh xinh nhưng mà chị không thụ. Đúng rồi, là một con người mạnh mẽ. Ê, nhưng mà tại sao ấy? Tại sao người khác cứ sợ mình chơi lét ra? Không biết nữa, tại vì nhìn em thụ, nhìn chị công, thật ra là ngược lại. Không, thật ra là cả hai cùng thụ. Không, thật ra mình thích con trai quá. À, đúng rồi, quên. Em quên bọn mình đều. Em quên bất lý cho kiểu rất dại trai. Với thuốc bé dạng kem vậy thì chỉ cần ấy ra. Bước này là dạng kem à? Dạng kem. Mà nó... dạng phấn. À, quên cái là dạng phấn chứ. Má ơi. Xin lỗi. Thì mình chỉ cần lấy xong rồi mình bỏ vậy này. Xinh rồi đấy. Xong rồi, về cơ bản xong rồi. Mình thì chỉ có rất nhất bất nhiều thời gian vào phần mắt, còn mình không rất ít khi cung tua, rất ít khi khối khủng các kiểu, là kiểu không che khuyết điểm luôn. Cái này của Canmax nữa, Canmax đỉnh ha. Qua Nhật cho mà con gái Nhật da xinh, xinh, da đẹp lắm luôn á, kiểu giống như là đánh nền mà có như không đánh nền vậy á. Đỉnh vậy. Thực ra họ siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. Từ già đến trẻ. Nhìn mà không thấy lỗ chân lông luôn ba. Đẹp. Từ già đến trẻ họ quá đẹp. Mình sẽ dùng một cái màu đậm hơn để đánh cái phần phần này để phần cao nhất của má, là phần nhìn vào má. Ngày hôm qua mới mua được cái son này xinh lắm nè, nó là của hãng á, Ladies. Ê, thì quên chưa đánh son rồi. Sao lúc nào giờ cũng quên đánh son vậy? Một con người lúc nào cũng make up son rồi. À, chưa đánh son. Đây là một cây son rất là đỉnh cao. Nói chung là nó thuộc dạng son dưỡng thôi. Giờ đang đánh trên môi nè. Mà cái ở trong của nó nhìn cũng đẹp nữa, hình kim cương. Kim cương lấp lánh lấp lánh một xíu. Đó, màu lên xanh ha. Đó, đẹp rồi các bạn. Đẹp cho nó khổng. Xanh. Màu rất là đẹp. Màu rất là xanh. Thanh niên mang rất nhiều, cái gì cũng mang cực kỳ nhiều. Đây là son mà mình tập gần vừa mới swatch xong, là son của Merzy. Nó nhận vào mặt em, nó mất nét cái này rồi. Thì giờ đây là son Merzy. Nó nhận cái mặt chị. Cười thế. Ừ, mình vô mặt. Trời ơi, màu son đỉnh cao lắm rồi. Bóng bóng xinh xinh hơn. Nó cái này chưa bóng rồi. Hơi hơi nhẹ. Với lại là chị đánh cái dưỡng kia trước rồi á. Sao thì mặt mình vẫn đẹp mấy cái kiểu mà nó đậm. Đó. Giờ mình sẽ uốn tóc và thay đồ. Mình không mặc đồ đen nữa mà sẽ mặc đồ xám. Mình sẽ mặc đồ trắng, sẽ mặc một chiếc váy xinh 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 xinh. Ok, sau khi mà mình làm tóc xong thì sẽ check in lại sau. Ừ. Bye bye. Chân lấy là được giáp ngọt. Đúng quay rồi hả? Yep. Ok. Thục nữ không làm kiểu đấy. Em nói chung là đây là một hình tượng lạ, rất lạ của chị Quýt. Đó là Nhật đúng không? Yeah. Còn đây là hình tượng quen, rất quen của gà. Ngày nào cũng vậy nên không có gì gọi là ngạc nhiên hả? Ngày nào cũng vậy. Không ngày nào khác. Thế đang nói ngày nào mình cũng thục nữ đúng không? Đúng rồi.
người ta gọi là bản chất lắm rồi, chứ là bản chất. Yêu mấy mình vừa ngã trên giường một cú rất là đau. Và bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị để đi thành cổ Osaka và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye. Bye.